Đó, con này là biển số là 69 Cà Mau luôn nha anh em, biển miền Tây luôn á. Đó, anh em nào mua nhanh tay thì ủng hộ nha, lựa luôn. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel cho Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe mới về bên cửa hàng xe máy Phi Tiến, đủ tất cả các dòng, từ xe đi làm cho tới xe lớn tiền, quay rim, rồi Vision này, Nvis, đặc biệt là những mẫu Nvis mẫu mới, Basic cũng có Nvis mẫu mới này, rất là đặc biệt luôn. Mẫu mới mà hàng xe cũ nha mọi người, đã qua sử dụng. Thì anh chị và bạn nào có những muốn mua thì mình liên hệ tới địa chỉ là 510 Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, Dị An, Bình Dương. Số điện thoại là 0901010405. Đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Phi, hỗ trợ giới thiệu không? Mình Phi ạ. Xin chào anh chị em nha. Hôm nay em cũng có về mấy con xe đời mới và đời cũ luôn. Nói chung là anh em nào muốn tham khảo những cái dòng xe nào liên hệ hai số điện thoại bên em có ghi màn hình đó. Bên em sẽ tư vấn cho anh chị em mình mua xe cách thức như là hình thức như trả góp hoặc là phí ship xe và phí vận chờ, phí hồ sơ cho anh chị em. Bây giờ làm báo phí này là báo giá sát giá cho anh chị em mình luôn. Đó, em sẽ tặng ba món quà đó là nhớt, một bộ hiểm và bấm xe máy cho anh chị em mình luôn. Còn cái hồ sơ là với là phí vận chuyển thế mình báo riêng cho anh em mình dễ hiểu nha. Còn bên em có thu mua trao đổi các loại xe anh chị đã qua sử dụng luôn nha anh chị. Anh chị em nào muốn mua những cái dòng xe nào mà trao đổi thì liên hệ cho em nha. Đó, nói chung bên em là toàn là xe hàng lướt không nha anh em. Đó, tiền nào của đó thôi. Còn anh em nào muốn mua hàng thấp thì cũng có nha. Đó, đầu tiên bên này là một con AB Thái nè anh em. Con này là 10.300.000 nha. Con này là biển số thành phố nha. 54U1 nè, 5955 nè. Con này là máy êm thôi nha anh em, máy đã làm rồi. Xe này rất là êm nha. Có lên đèn Thái đi rất là đẹp luôn. Còn bên đây là một con AB. Đó, mình mở ra rửa ráy mà chưa có ghế cản rồi luôn. Con này thì đời 2015 nha anh em, biển số 9 Cà Mau. Con này em bán cho anh em với giá là 21.500.000 nha. Màu 3D, màu đồng, khá là đẹp luôn. Xe này không có gì phải tả hết nha. Rồi, tiếp tục một qua với em. Bên đây là 66 Đồng Tháp nè anh em, 2014 nè. Con này thì khá là đẹp luôn, xe này mới đồ khách. Con này em bán cho anh em với giá là 19.500.000 đồng thôi. Rồi, xe rút bên này là 2017 nè, phun xăng điện tử nha. Em bán gì cả 11.800.000 cho anh em mình luôn nè. Đó, anh em mình mua về sử dụng luôn. Lầu qua hết sang luôn rồi. Bên đây là một con quay Black 2018, à lộn 2021 nha anh em, đăng ký lần đầu 2021 luôn. Con này biển 82, tùm tùm, Gia Lai. Con này em bán cho anh em mình với giá là 13 triệu đồng nè. 13 triệu. Đó, kiếm bọc rồi đầy đủ luôn. Tại vì em dắt xe ra vô thì nó hơi vướng nên là em giặt thương cho nó gọn. Con AB 125. Con này là biển 93 Bình Phước nha anh em. Con này thì bán cho anh em với giá là 19.800.000. Đó, xe này mình dọn đẹp lại luôn cho anh em mình nha. Tại vì mới giờ luôn chưa có làm gì hết. Bên đây là con quay Infa 2020 nha anh em, biển số 6 Đồng Tháp nè. Bán cho anh em với giá là 14.200.000 đồng. Đó, được tặng kèm bao quà đó là nhớt, mũ bảo hiểm và bảo hiểm xe máy. Và bên em cam kết bảo hành máy cho anh em mình với giá là 1 năm. Đó, bảo hành riêng cái máy cho 1 năm cho mình bao chạy luôn nha. Con này biển 95 Hậu Giang, quay Black cuối 2019 nè. Con này thì mình bán cho anh em với giá là 13 triệu đồng. Và bao nhiêu? 13 triệu đồng thôi. 13 triệu. Đó, không, bán xả luôn cho anh em mình luôn. Rồi. Quay RDX. RDX bên này mình bán nha anh em mình với giá là 12.900.000 đồng. Đời 2018 phun xăng điện tử luôn, máy móc zin đơm nha, bảo hành 1 năm. Con ẹt này là biển 36 nè, chính chủ luôn nè. Con này thì mới khách mới đổ hồi chiều. Đó, đi thì nói chung là anh quên thay nước hay sao mà nó bị rubber luôn, thay cái lồng mới luôn, máy êm nha. Đó, có sao mình tả vậy. Con này em bán nha anh em với giá là 18 triệu đồng nè. 2017 cuối 2017 nè. 18 triệu. Đó. Quá đẹp luôn, hai chiều đầy đủ hết. Biển 36 luôn đó. Con này là cuối 2019 nha anh em, biển số 84 Trà Vinh. Con này thì mình bán cho anh em mình băm đĩa luôn với giá là 13.700.000 đồng. Đó, máy móc zin đơm thì bảo hành cũng 1 năm luôn cho anh em mình mua sử dụng luôn. Rồi. Future. Future bên đây là đời 2013, cuối 2013 nè, phun xăng điện tử nha anh em. Con này thì em bán cho anh em mình với giá là 15.500.000 đồng, biển số 36 Thanh Hóa luôn, chính chủ luôn. Đó, áo mới lục keo đẹp keng. Con này là Sun GD à?
Sugar Dơ đây bây giờ cũng chưa kịp dọn luôn nha anh em, 2020. Độ này bán với giá là 20 triệu đồng luôn, biển số là 70 Tây Ninh. Anh em mình rút hồ sơ thì kinh phí tầm 1 triệu rưỡi, anh em hỗ trợ rút kinh phí nha. Surut bên đây là biển số là 68 Kiên Giang cuối 2019, đi cặp mâm nhện. Độ này chạy 15.000 cây nha anh em. Độ này em bán cho anh em với giá là 14 triệu đồng. Rồi, Surut Sanker. Surut Sanker 78 2019. Độ này là bên Cam Đâm. Con này 78 Phú Yên, con này 2019 em bán cho anh em với giá là 11.900.000 đồng. Grander này là cuối 2016, biển 93 Bình Phước. Con này em bán cho anh em với giá là 18.900.000 đồng luôn nè anh em. Đó. Bên đây là một con quay Black 2020 biển 67 An Giang, 14.500.000 đồng. Áo bọc keo bên con, mâm đĩa, chạy phải sướng hơn con quay Vang rất là nhiều nha anh em. Con này là quay rồi. Quay RDS biển 77 Bình Định luôn. Con này em bán cho anh em mình với giá là 13.900.000 đồng. Đó, cuối 2018 con sang điện tử bên mâm mình đi. Rồi, con này thì Sonic luôn. Sonic trắng đỏ, mâm đỏ đặc biệt. Con này là biển số là 65 34 triệu nha anh em. Cuối 2019. Còn có bên là đen mâm đỏ, em bán cho anh em mình với giá là 35.900.000 đồng, 2020 biển 69 Cà Mau luôn. Đó. Máy móc thì anh em mình khỏi phải tả luôn. Anh em nào mà thích những cái video kỹ hơn á thì có thể là liên hệ với bên em. Bên em sẽ quay video chi tiết hoặc là gửi hình ảnh cho anh em luôn nha. Và anh em mình chỉ cần cọc cho cửa hàng tầm 2 triệu đồng thôi, bên em sẽ ship xe tặng nơi. Anh em mình nhận xe và trả số tiền cho lại cho cửa hàng đó. Cho nó ok nha anh em. Tiếp đến bên này là một con Raider up áp xe chia, up tem xe chia. Con này biển số 38 2020. Mình bán cho anh em với giá là 31 triệu đồng. 31 triệu. Rồi tiếp tục. Con này là Raider. Đó, có vô một số đồ chơi khá là đẹp luôn, không có gì phải tả nha anh em, biển số là 38 luôn. Con này bán nha anh em với giá là 31.500.000 đồng. 31.500. Con ẹt này là đời 2005 luôn nha anh em. Đó, biển số 69 Cà Mau luôn nè, 56512. Con này bán nha anh em với giá là 38 triệu đồng nha anh em, ẹt đời 2005 nha. 38 triệu. Rồi, con bên này. Con này là ẹt xuống áo, biển số 8 Kiên Giang, 20.500 anh em ơi. Đó, máy móc Zinem nha, bảo hành 1 năm. Bán chung cái ẹt 135 giá sao anh? Ad 135 thì 4 con màu xanh, mình bán đồng giá 17.900.000 một xe nha anh em. Đó, biển đầu tiên là biển 49, còn thứ hai là biển 71 và con thứ ba là biển 72, con thứ tư là 93 Bình Phước. Đó. Tiếp tục đến đây là một con GD biển 61 Bình Dương mình luôn anh em, 70539. 2020 con này là 2018, mình bán với giá là 20 triệu đồng, 8.000 cây thôi. Máy là nổ em xe điện. Thôi, Jupiter. Jupiter thì bán hết rồi, mới giờ đúng một con thôi nha anh em. Con này thì 2017 nè, biển số là biển số 11 nha anh em. Anh em nào muốn rút thì mình tiêm phí nha. Con này thì em bán cho anh em với giá là 15.500.000 đồng thôi. Đó. 15.500. Đúng rồi. Chạy phải bao phê. Thôi, Sirius. Bên đây là một con Sirius nè anh em, 9.000 cây, biển số 67 An Giang, mình bán với giá là 15.200.000 đồng. Đó, quá mới luôn, 2020 không có gì mà tả hết cho anh em. Biển số 7 ánh dạng luôn. Rồi, Basic 150. Basic 150 2020 nghe chủ ký giấy, em đang đứng ủy quyền nha anh em. Biển này là biển số thành phố mình luôn nè. Con này thì quá đẹp luôn. Biển số là 59G2 75995. Đó, 21 này đủ hết nha anh em. Đó, chức năng theo xe đầy đủ hết, không có gì mà tả hết nha anh em. Đấy. Mốt con một cặp luôn. Đó, bên em thì con này em bán cho anh em mình với giá là 56 triệu đồng nha. Bao ký giấy nha anh em. Đấy. Đầy đủ hết. Cái gì cũng hay hết nha anh em. Đó. Rồi. Tiếp đến bên này là một con Raider Sanker nè, 2016 nè, biển số là 93 Bình Phước luôn anh em. Con này bán cho anh em mình với giá là 16.500.000 đồng thôi. 16.500. Quá đã luôn. Cái bô này có móc nhẹ thôi nha anh em, máy móc dinh đêm luôn. Đó, nổ thì khỏi phải suy nghĩ. Chỉ có 16 triệu 500 thôi. Anh em mình chiêm ngưỡng con này chạy thì phải ngon hơn con Ed rất là nhiều. Thôi, NVX. NVX 125 nha anh em, bọc keo nguyên con nè. Con này 125 nha. Biển số là 66 Đồng Tháp. Con này em bán cho anh em mình với giá là 22.500.000 đồng thôi. 22.500.000 đồng khóa bếp ga nha anh em, 125. Đó. Rồi, SH cao này, hôm nay thì có được con SH cao đời
cuối 2015 đầu 2016. Con này là SH 150 nha anh em, cuối 2015 đầu 2016 nè. Đó. 150 nha, khối bếp ga. Con này em bán bao chấp cho anh em mình với giá là 59 triệu đồng nha. Đó, 150 xe khá đẹp luôn, bao mấy ngàn đúng đồng hồ luôn nha. Con này thì em bán cho anh em mình 59 triệu đó, bao tranh chấp cháy nổ luôn. Tại vì ông chú này ông cũng già rồi, bảy mấy tuổi rồi, giờ đi ký thì nó cũng là ngàn. Đó, nên là em mua xe này em chỉ là viết giấy tay, cho lần tay cái giấy thôi, giấy mua bán cửa hàng mà nha anh em. Rồi, Sirius tiếp đến bên đây là một con Sirius FI. Con này là 2021 luôn, biển 61 Bình Dương. Mười đáng có giá là 17.910.000 đồng nha anh em, 3.000 cây thôi. Con này đăng ký 2022 luôn á, lột. Đó, màu mới nhất. Future đang nhám. Future đang nhám bên đây mình bán có giá là 25.900.000 đồng. 25.900. Biển 69 Cà Mau nha anh em. Đó, hai chìa đầy đủ hết. Đen bóng anh. Đỏ đen bóng, biển số là 38. Con này em bán cho anh em với giá là 24.500.000 đồng, mâm đĩa. 500. Rồi màu đen nhám tiếp tục. Đen nhám con này là 26 triệu bao ký giấy luôn nha anh em. Biển số thành phố Giang, biển số cũng khá đẹp luôn, 24767 luôn, là đi đúng bài luôn. Em đăng ký đúng quyền. Đỏ đen tiếp trong cùng. Đỏ đen con này câm đĩa biển 66 Đồng Tháp, mình bán với giá là 23.700.000 đồng. 23.700. Con trong là xe chia. Rider up tem xe chia nha anh em. Biển số 66 Đồng Tháp nè, 2020, mình bán với giá là 29.700.000 đồng. 29.700. Rồi xuống phía dưới thì có lô ẹt xuống áo này. Con này là tiếp tục con này con Rider nè. Con này sân cơ nè, cuối 2016 nha anh em. Xe này không có gì phải tả, đường 76 luôn. Con này em bán cho anh em với giá là 19.800.000 đồng. 19.800. Quá đẹp luôn, không có gì phải tả, dinh nguyên con luôn. Tiếp đến bên đây là con ẹt này xuống áo nè, biển số là 93 Bình Phước nè, bán cho anh em với giá là 20 triệu đồng. 20 triệu. Rồi con màu xám à. Ba con này mình bán đồng giá cho anh em mình với giá là 33 triệu đồng một xe nha anh em. Đó, áo này mình nói chung là xe này xe một càng nha. Mình xuống áo rồi hết, bô bọng rồi đây, ốc ác rồi đầy đủ hết nha anh em. Đó. Điều là biển 93 Bình Phước nha. Anh em nào muốn mua con nào thì liên hệ bên em nha. Hay mình qua hết bên nhỏ luôn hả? Ok. Tiếp đến bên đây là một con Novit 125 luôn, bọc keo nguyên con, biển số 83 Bình 83 Sóc Trăng. 33831. Con này thì em bán cho anh em mình với giá là 22 triệu. Đó, 125 khối ghe, áo bọc keo nguyên con, màu tím mộng mơ, tím bạc luôn. Đó, tiếp đến bên đây là một con Sonic nữa nha anh em. Con này là biển 60 Đồng Nai, cuối 2019, em bán cho anh em mình với giá là 32.700.000 đồng. 32.700. Đó, mâm đỏ đặc biệt luôn. Con này cũng ấp áo xe chia luôn nè, 2021 nè, biển 61 Bình Dương luôn. Đấy. Khá là đẹp luôn, con này em bán cho anh em với giá là 30 triệu đồng. 30 triệu. Rồi. Con AB. Biển 60 Đồng Nai, 23 triệu đồng nha anh em, cuối 2016. Đó, xe áo thì lần lạc sạch sẽ như mới luôn. Máy móc zin bảo hành 1 năm cho anh em mình luôn sử dụng luôn. Rồi, Grander. Grander này biển 79 Nha Trang, 2020, 32 triệu 500 nghìn đồng. Đó. Tiếp tục Grander màu đen. Bên đây là biển 61 Bình Dương, 92231 nè anh em, 29 triệu 500. Có chia ABS luôn. Rồi AB 125. AB đi bán rồi. Rồi, xuống phía dưới thì ẹt. Tiếp đến con ẹt này là 2021 khối bắp ghe nha anh em. Biển số 86 Bình Thuận luôn nè, 35351 luôn. Con này thì 31.500. Nói chung là vàng ẹt của em là tiền nào của đó nha chị em. Hầu như là gần như mới luôn chứ không có khác thì sẽ mới nha. Con này là 78 Phú Nhân em đang đứng chính chủ luôn. Đó, anh em nào muốn ký gì quyền hoặc mua bán làm ký luôn nha. 36.500 ngay trừ cục giấy. Rồi, màu bạc cam. Bạc cam con này 2022 chạy 100 cây hồ sơ cầm tay, hai chìa hai kính. 36.900. 36.900. Rồi màu đỏ. Màu đỏ đây hồ sơ cầm tay em bán 2021 nha, biển số 82 Gia Lai, em bán cho anh chị em mình với giá là 31.900.000 đồng. 31.900. Rồi, màu đen. Con này Vision biển 75 nè anh em, 75 đời 2010 cuối 2018 nè. Mình bán cho anh em mình với giá là 21.500.000 đồng. 21.500. Grander. Grander này biển số 61 Bình Dương. Con này bán cho anh em với giá là 20 triệu đồng nha anh em, 2018. Ok. Rồi. Latte nè. Con này là 61 Bình Dương luôn. Cuối 2019 em bán cho anh em mình với giá là 22.500.000 đồng. 22.500. Đó, khối ghe luôn nha anh em. Inmelut biển 83 Sóc Trăng. Con này là đời 2021, chạy có 2.000 cây thôi. Biển 83 Sóc Trăng luôn. Đó, đờ cái là lầm luôn nha anh em.
Con này thì mình bán cho anh em với giá là 21.700.000 đồng. Thôi, Grander tiếp. Con này là biển 38 2 tỉnh, em bán với giá là 20.500.000 đồng. Đó, xe thì không có phải chơi, màu cà phê sữa luôn. Rồi, Vision. Vision này là hồ sơ cầm tay, em bán cho anh em với giá là 26.500.000 đồng, màu cũ, đăng ký 2022. Rồi, xe chiêu. Con này 32 triệu nha anh em, ba hồ sơ cho anh em ra tên nè. Ok. 2022. Và con số nít bên trong là 36 triệu bao ra tên cho anh em mình luôn. Đấy. Anh em nào cần xem chi tiết á, thì mình chịu khó mình nhắn tin qua Zalo á. Đúng rồi, anh Phi anh hỗ trợ á. Ở đây thì mình chặt quá mình cũng phải quay chi tiết được đó. Nói chung anh em nào muốn chi tiết thì có thể liên hệ em gửi hình ảnh cho xem nha. Tại vì mình mua một con xe lớn tiền mình phải xem chi tiết. Để mình bỏ ra một số tiền là khá lớn không ngoài là nhỏ đó nha anh em. Ok. Đó. Và hôm nay mình quay ra luôn ha. Xe rất nhiều luôn. Bỏ đi không hết, phải lô lên kho mới được. Bên này thì có mấy con ẹt nha anh em. Ẹt 155. Con này là 2022 luôn nè anh em, chạy 600 cây, bọc keo nguyên con, chỉ có chia. Mình bán với giá là 34.900.000 đồng. 34.900. Rồi. Cặp này là cuối 2021 nè, đầu 2022. Biển con này là 76. Và con này là 83 Sóc Trăng. Đó, đều là khối bếp ga. Em bán cho anh em với giá là 35.900.000 đồng. 35.900. Em Z con này là đời 2016 nha anh em. Đó, xe nhập Indo. Con này biển 47 luôn. Con này em bán cho anh em với giá là 26 triệu đồng nha anh em. Đó, đời cái là mở ốc tán như mới luôn, không khác nguồn xe mới nha. Rồi. Con này là Vario hồ sơ cầm tay, 44 triệu đồng nè anh em, 2022. Con này khôi chia, mình bán cho anh em với giá là 32.500.000 đồng, biển 94 Bạc Liêu 2020, khôi chia 125. Và bên đây là con này kia giấy, mình bán với giá là 37.500 nha anh em. Biển số thành phố cái chỗ kia giấy luôn, khôi chia bọc cho con. Rồi. Con Vario 150 luôn. Con này 150 2021 164 Vĩnh Long. Em bán cho anh em với giá là 44 triệu đồng. 44 triệu. 95 này em sẽ bán 44 triệu đồng luôn, 150 2020 nè. Tiếp đến là con 67 màu xanh da trời 44 triệu đồng. Và con bạc là hồ sơ cầm tay 2021 2000 cây 46.500. Rồi. Con màu vàng đen. Vàng đen biển 94 Bạc Liêu nha anh em, em bán cho anh em với giá là 44 triệu đồng. Và con trong cùng là con số biển số là 60 Đồng Nai 125 2022. Có chưa? Em bán cho anh em với giá là 36.500.000 đồng luôn. 36.500. Anh em nào muốn ẹt rẻ thì cũng có nha anh em. Đây. 150 biển 69, mình bán với giá là 20 triệu đồng nè. 20 triệu. Đó, anh em mình máy móc với nhau 1215 nha. Ok. Rồi led 3 con màu trắng đỏ. Trắng đỏ này 2021 nè, biển số là 65 Cần Thơ, 30.900.000 đồng. Ok. Đó. Rồi mở kinh. Con này là 2021, biển số 84 Trà Vinh, 31.900.000 đồng luôn. Ad đèn led này là đời 2020 biển 38, em bán với giá là 30 triệu đồng. Đó. Rồi Vino V1. Vino V1 này là đời 2019 nha anh em, biển số 68 Kiên Giang nè, 3D. Em bán cho anh em mình với giá là 22 triệu đồng nè. 22 triệu. Vino V3. Vino V3 biển 66 Đồng Tháp nè anh em, đời 2022 nha. Con này em bán cho anh em mình là với giá là 27 triệu đồng nè. Ok. Rồi, nguyên cái dàn Vino X hiện tại đang xả ra luôn. Con này là 25.500.000 đồng, ABS bọc keo nguyên con. Đấy. 5 triệu thôi, 500. Tiếp đến bên này là 2020 này, biển 66 Đồng Tháp, sơ ABS 23 triệu đồng cho anh em mình luôn. 3 triệu. Rồi, màu đen. Màu đen này là biển 70 Tây Ninh 2020, 25.500. Và con bên trong cùng là thờ bóp 2020, biển 69 Cà Mau 25.500. Tất cả đều là ABS. Anh em nào mà thích con nào thì có thể là liên hệ cọc cho em nha, ship về tận nơi. Đúng rồi, chỉ cần cọc 2 triệu đồng là bên em sẽ ship về tận nơi. Cho nhiều khi anh em nào muốn mua thì cứ mạnh dạn lên, đừng có rụt rè. Nhiều khi bán rồi anh em cứ hỏi là ủa mới sao bán nhanh. Tại vì nói chung con nào thì mình thấy rẻ thì mình giúp thôi nha anh em. Ok. Con lít màu mới. Con này là biển 64 Vĩnh Long, em bán cho anh em mình với giá là 26.300.000 đồng. Cuối 2019 có chưa? Rồi Novik 155 màu xanh TV này. Con này là 2017 nha anh em. Xe này khá đẹp luôn. Con này em bán cho anh em với giá là 25.900.000 đồng, biển 38 Hà Tĩnh luôn.
Rồi, con màu đen 125. Con này là biển 68 Kiên Giang luôn nha anh em. Con này thì không có gì phải tải quá một con xe mới luôn, 22 triệu đồng luôn nè. Benelli bọc keo hơn con. Benelli con này là 2022 đời lộn 2020. Biển số 47 nè, mình bán với giá là 19 triệu đồng nha anh em, 155. FI luôn nha anh em. Đó, Benelli chạy rồi, rất là sướng nha. Rồi, King, ba con luôn. Mời King, con này là biển số 68 Kiên Giang, 31 triệu 500. Và bên đây là Mời King, biển số 83, 32 triệu đồng nha anh em, 2020. Con này là 36 triệu đồng nha anh em, hồ sơ cầm tay 2.000 cây, không khác như một con xe mới. Và con bên trong cùng là biển 89, chạy có 1.000 cây thôi, mình bán với giá là 32 triệu đồng nha anh em. 2 triệu. Đó, 2020, nói chung anh em mình mua là giờ là sử dụng luôn, không có gì phải tải hết nha. Rồi, lên phía trên thì có quay black không? Quay black, con đây là đời 2022 nha anh em, biển 69 Cà Mau nè, biển số cũng đẹp nè, 24829. Em bán cho anh em mình với giá là 12 triệu 900 nghìn đồng. 12 triệu 900. Rồi, SUGD. SUGD, biển số là 21 nha anh em. Đó, hỗ trợ rút ra lên thêm phí 1 triệu rưỡi nữa. Con này thì quá đẹp rồi, không gì phải tả nha. Rồi, con này em bán cho anh em mình với giá là 19 triệu 700 nghìn đồng. 19 triệu 700. Tiếp tục Vision. Vision này biển 68 Kiên Giang anh em ơi, 2017. Đăng ký 2018, em bán với giá là 21 triệu 300 nghìn đồng. 21 triệu. Rồi Mio. Mio nhập, con này là biển 68 đời 2021, em bán với giá 19 triệu đồng. 19 triệu đồng. Rồi màu. Còn bên này là ký giấy là 22 triệu 500 nghìn đồng nha anh em, biển số thành phố đó, ngay chủ em đang đứng nguyên quyền luôn. Rồi, màu vàng đen. Cặp này là nói chung là 2019, đồng giá là 23 triệu 500. Con bên trong cùng là biển 93 và con 83 là Bình Phước luôn. 86 lộn, 83 Sóc Trăng, đồng giá là 23 triệu 500 một xe. Rồi, giá nút đây. Giá nút thì bữa nay quá nhiều rồi. Giá từ nhiêu tới nhiêu anh? Nói chung là giá nút đó thì dao động giá từ tầm 19 triệu đến 22 triệu 500 nha anh em. 19 tới 22. 22 triệu là con này là khối bếp ga nè, hai khoa đời 2022 nè, 22 triệu. Khối bếp ga. Đó. Biển 81 đồ nè, biển 66 nè, 20 triệu 500 nghìn đồng nè anh em, 2020. Màu đỏ. Giá quá rẻ, mua mới rẻ không mới, tầm mười mấy triệu rồi. Đúng anh em ơi. Đúng rồi, mười mấy triệu ha. Cái bản này giờ mới bán tầm 34 triệu, chưa ra tiền. Đó, còn con này là biển 76, 2019, em bán gì có 19 triệu đồng, khối bếp ga. Đó, em luôn. Con này là khối chị 2020, biển 95, 17 triệu 500. 17 triệu 500. Rồi màu đen đi. Màu đen này thì bán rồi, con này thì 19 triệu đồng nè anh em, khối bếp ga cuối 2019, biển 78 Phú Yên. Okay. Anh em nào muốn mua Inmolus, con này thì giá nó mềm hơn nè. Con này là đời 2018 nha anh em. Đó, quá mới luôn, không có gì phải tải hết nha. Biển số là 65 Cần Thơ. Con này là chứng minh sổ khẩu chủ đầy đủ hết, bán em mua luôn nè. Con này em bán cho anh em với giá là 15 triệu 500 nghìn đồng thôi nè. 15 triệu 500. Xe như xe mới. Rút sợ gì? Nhiêu tiền? 2023. Rồi. Mua không đậu đâu. Tiếp tục AB. Con này trả 30. Được rồi, chờ xíu chút ra coi xe tiếp. Con này là biển 61 nha anh em. Con này là biển 61 Bình Dương. Đó, con này là đen nhám luôn nha. Đúng 2015 luôn. Con này thì em bán cho anh em mình với giá là 23 triệu đồng nha anh em. Đó, tại đen nhám là rất là hiếm, ít lắm nha anh em, không có nhiều đâu. Sổ hành còn đầy đủ hết, đi rất khá là kỹ. Rồi. Con này là biển 70 Tây Ninh luôn anh em. Con này là mình bán cho anh em với giá là 23 triệu đồng luôn nè. Không khác gì mà con xe mới, quá mới luôn. 17.000 cây, tiền nào của đó thôi. Còn anh em nào muốn rẻ hơn thì bên này 20 triệu 500 nè anh em. Biển số 70 Tây Ninh luôn nè, 33171. Đó. Rồi, AB tiếp rồi. Bên này là biển 48 Đắk Nông. Con này mình bán với giá là 25 triệu 500 nghìn đồng, cuối 2018. AB mẫu mới. AB màu mới bên này thì biển số 37 luôn. Con này mình bán với giá là 33 triệu 900 nghìn đồng. Rồi, màu tiếp tục đó. Con này, con khối chia này là 20. Hai chia mình bán cho anh em với giá là 23 triệu đồng. 23 triệu. Đó. Còn thứ hai. Tiếp đến ba con này đồng giá là mình bán cho anh em với giá là 8 triệu 500 một xe nha. Con đầu tiên là biển 70 Tây Ninh. Con thứ hai đây là biển 93 Bình Phước. Và con thứ ba này cũng biển 93 Bình Phước luôn. Đó, hai ba con này đồng giá là 28 triệu 500. Và con này sẽ nhanh hơn là tại vì nó 2019, 2 remote, biển cũng 93 Bình Phước. Mình bán với giá là 29 triệu đồng luôn. Ok. Rồi,
đơn hàng Vision. Vision thì nói chung là đời từ 27 tới đời 2020. Máy con lướt thì nói chung là dao động mình bán từ 21 triệu đồng đến 26, 25 triệu 500 ngay nè. 21 cho tới 26 triệu 500. Đúng rồi, khỏi bếp ghe luôn. Màu nào thì cứ tới lựa nha. Tiếp tục bên đây là một con Winner X nè, hồ sơ cầm tay nè, đời 2021, bọc keo nguyên con. Em bán cho anh em mình với giá là 26 triệu đồng. 26 triệu. Rồi, ẹt. Con này là biển 36 nè, 31 triệu đồng nè anh em ơi. Quá mới luôn, không khác gì một xe mới. Rồi, GTR. GTR 2020, biển 95, thời gian. Đó, 2020 nha anh em, xe GTR nhập nè, chạy sướng hơn Winner nha, 28 quá triệu 500 nghìn đồng. Rồi, lít. Cặp lít này là đồng giá là 33 triệu 500 ngàn một xe nha anh em. Biển số 93 là con màu đỏ đèn led 2 tầng và con trắng là 61 Bình Dương. Rồi, basic. Con basic này em đang đứng chính chủ luôn nha anh em. Anh em nào muốn mua bán thì mình bán cho anh em mình luôn. Cuối 2016 mình bán với giá là 34 triệu 500 ngàn đồng. Bao ký giấy cho anh em mình luôn. Đó, giờ bao giờ sang ký giấy luôn, sang tên gì đâu cũng ok. X21 này là biển 93 Bình Phước, 2021 đăng ký 2022, mình bán với giá là 55 triệu đồng. ABS. AB màu mới. AB màu mới này biển 75. Con này mình bán cho anh em mình với giá là 37 triệu đồng nha anh em, phiên bản 4 van, 4 xe bắc. Okay. 2022 mới nhất. Vario 125. Vario 125 biển 73 Bình 73 Quảng Bình, 2022, 2 chia 2 kiếng, 36 triệu 900 nghìn đồng. Rồi, Novix. Novix màu cam này. Cuối 2020 đầu 2021 biển 66 của Đồng Tháp nè anh em. Con này em bán cho anh em mình với giá là 38 triệu 900 nghìn đồng. 38 đó, triệu. Không có khác thì một cái con xe mới hết mới nha anh em. Vừa hai á. Mua là năm mới triệu á. Đó, quá đẹp luôn. Anh em nào nhanh tay chọn con nào thì chọn nha. Rồi, một siêu phẩm Novix mới về nữa này. Đó, con này thì cũng quá cập luôn rồi. Con này chỉ có 44 triệu đồng sở hữu em nói thôi nha anh em, 2022. Biển số đâu anh? Đó, con này là biển số là 69 Cà Mau luôn nha anh em, biển miền Tây luôn á. Đó, anh em nào mua nhanh tay thì ủng hộ nha, lựa rồi. Ok, thì mình vừa lướt qua lô xe hiện tại có mặt tại cửa hàng của xe máy Phi Tiến á. Anh em nào mua thì chịu khó mình nhắn tin qua Zalo cho anh Phi để mà Phi hỗ trợ. Cảm ơn chị và các bạn đã xem clip á. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nha.